Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4, mưa dông trong 2 ngày qua đã làm sập tốc mái 34 căn nhà của người dân trên địa bàn thành phố, trong đó có 4 căn nhà bị sập hoàn toàn, ước thiệt hại tài sản gần 660 triệu đồng. Triều cường cũng đã bất ngờ lên cao vào sáng nay làm hầu hết các tuyến đường nội ô thành phố bị ngập, trong đó có những tuyến ngập sâu như Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Cừ, Mậu Thân, Cách mạng tháng 8, Lý Tự Trọng, khu vực hồ Sáng Thổi tại quận trung tâm Ninh Kiều. Giao thông gặp nhiều khó khăn. Dự báo chiều tối nay triều cường vẫn ở mức cao và sẽ rút dần từ ngày mai.